Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Hiện tại em đang có mặt ở ngõ 140 đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay em rất là vui mừng khi giới thiệu cho tất cả mọi người một sản phẩm mới ở bên công ty em. Đây là một sản phẩm có giá trị đầu tư sinh lời rất là tốt và có giá trị rất là lâu dài. Một căn nhà trọ xây mới 5 tầng với thiết kế là 9 phòng khép kín, đã hoàn thiện xong hết và đã cho thuê full 9 phòng rồi. Đấy, có vị trí là nằm ở bên trong ngõ 140 đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ở đây là một khu vực rất là đông dân cư, dân trí cao và an ninh thì cực kỳ tốt, rất gần với các trường đại học lớn ở trong thành phố Hà Nội như là trường Đại học Bưu Chính Viễn Thông, trường Đại học Kiến trúc, trường Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Mật mã, Học viện An ninh Nhân dân. Cho nên là nhu cầu cần thuê nhà trọ và phòng trọ luôn rất là lớn. Với cái mức giá hiện tại bên công ty em đang là cho thuê là từ 2,8 triệu đến 3 triệu đồng trên một phòng, thì là cái mức thu nhập bình quân hàng tháng là có thể là rơi vào khoảng xấp xỉ 30 triệu đồng đối với cái căn nhà này. Và hiện tại là đã đến dự án của ngôi nhà mà em muốn giới thiệu cho mọi người đây. Mọi người có thể thấy là cái ngõ ở trước nhà là rộng hơn 2 m và nhà chỉ cách đường Trần Phú khoảng tầm 200 m thôi ạ. Đấy, như trên video là em đi trực tiếp từ ngoài đường Trần Phú vào đến trong nhà. Đấy, chỉ mất khoảng tầm 2 phút. Nhà được xây dựng thiết kế là 5 tầng với diện tích trên sổ đỏ là 38 m² và đang được chào bán với giá là 3 tỷ 800 triệu. Thiết kế 5 tầng với 9 phòng trọ khép kín, đã có đầy đủ thiết bị vệ sinh, hệ thống đèn chiếu sáng, giường, tủ, kệ, bếp, điều hòa, bình nóng lạnh và đã có hệ thống đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng cho từng phòng. Bên công ty sẽ hỗ trợ tất cả những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 75% giá trị của sản phẩm với lãi suất ưu đãi nhất trên thị trường. Anh chị em mọi người là có thể là nhìn lại qua một số hình ảnh về cái vị trí, về cái bên trong phòng của ngôi nhà. Đấy, là trong phòng là sẽ có đầy đủ hết rồi, là hệ thống thiết bị vệ sinh, hệ thống đèn chiếu sáng, giường, tủ, kệ, bếp, điều hòa, bình nóng lạnh. Đấy, và mỗi một phòng là sẽ có đồng hồ điện và đồng hồ nước riêng. Mọi người xem video thì cần hỗ trợ thêm thông tin gì hoặc là cần đi xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin thì hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ em. Em xin chân thành cảm ơn.